Quận ủy Cẩm Lệ vừa tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 22 Đảng bộ thành phố Đà Nẵng cho 400 cán bộ đảng viên của các chi bộ trực thuộc quận ủy. Hội nghị đã quán triệt những nội dung chủ yếu của nghị quyết đại hội 22, nêu lên những kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội, những hạn chế bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, đồng thời nhấn mạnh đến bối cảnh tình hình, những dự báo và yêu cầu phát triển trong giai đoạn trước mắt lâu dài. Nêu bật những chủ trương chính sách nhiệm vụ để thực hiện những chỉ tiêu quan trọng phát triển kinh tế xã hội trong cả nhiệm kỳ cũng như tầm nhìn tương lai. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, tạo tiền đề triển khai thực hiện các chương trình hành động thực hiện nghị quyết một cách hiệu quả nhất.